Xin chào tất cả các bạn, mình là Quỳnh. Thì hôm qua mình có đăng một cái clip hướng dẫn các bạn cách build game ở trên SDL viết bằng siêu cộng cho một tác giả đã share source code. Thì mình thấy nó rất là hay cho nên là mình đã tải download về và tiến hành build thử. Thì ở trên cái đường link của mình là có cái file source của các bạn, có thể vào đây. Các bạn có thể vào đây và đây nó trông như này. Thì ở đây các bạn có thể dùng, nếu bạn nào dùng quen Git, công cụ Git, thì các bạn có thể download trực tiếp, clone trực tiếp từ cái đường link này bằng cách copy ở đây. Và cách thứ hai, cho những bạn mới thì các bạn có thể download bằng cái file download zip ở đây. Khi các bạn download zip xong thì các bạn sẽ có một cái file là đây, zip ở đây. Sau đó các bạn tiến hành tạo một cái thư mục của cho mình, ví dụ như mình có thể tạo ở đây chẳng hạn. Trong cái ổ đĩa của các bạn sẽ tạo new, các bạn sẽ lưu nó là game Mario chẳng hạn, nhớ là viết liền và không có tiếng Việt. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành unzip cái file này ra. Thì ở đây tác giả đã có unzip, thì mình sẽ tiến hành giải nén nó ra bằng công cụ zip Vista cũng được. Các bạn sẽ tiến hành tải nén, và tiếp theo là các bạn sẽ tiến hành tải các cái thư viện SDL về. Đầu tiên là cái image này là chỉ xử lý ảnh. Thì có nhiều bạn băn khoăn hỏi mình là bây giờ cái nào nhiều quá nhỉ, bây giờ em không biết là đào cái nào về, load cái nào về. Thì ở đây do là người ta đã build cho các bạn rất là nhiều cái dạng. Một là dạng runtime library cũng được. Dạng này thì nó là một cái file DOL, thì các bạn chỉ phải copy cái file này vào những cái chương trình nào sử dụng DOL này, nó tự động nó chạy. Thì nó có hai phiên bản, như là 32 bit thì dành cho Win 32, 64 bit thì dành cho Win 64. Hoặc là tác giả cũng build cho cái file source code zip, hoặc là nếu bạn nào ở trên Linux thì sẽ biết được cái dạng là đuôi TRGZ hay nén dành trên Linux nếu bạn làm bằng Ubuntu chẳng hạn. Cũng có thể là bằng thì nhưng mà cái bài này thì mình đã hướng dẫn các bạn build trên cái Visual Studio, cho nên các bạn phải lấy cái library mà người ta đã build sẵn rồi cho cái Visual Studio. Thì ở đây nó có build sẵn cho các bạn là SDL2 image, đây gọi là dev. Các bạn thấy thì các bạn tải những thư mục này về, và mình, nếu mà bạn nào viết bằng những con build bằng những trình duyệt khác như là DFC chẳng hạn, các bạn phải tải cái này code chẳng hạn, thì các bạn sẽ lấy cái file zip này về. Và tương tự thì cái này các bạn cũng tìm đến cái development library để tải về. Tương tự ở đây các bạn cũng tìm đến ở đây, chính là cái này. Thì vì sao mình lại đăng một cái clip mà hôm qua mình có đăng rồi, mình có tải về các cái source này rồi, thì mình có để ở đây cái thư mục mà mình chuyên để dành cho học sinh công cộng. Thì đây, cái việc mà các bạn download một cái source code ở trên GitHub hay là bằng cái công cụ Google các bạn tìm ở đâu đấy để các bạn học C cộng cộng rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc đọc code từ một cái người mà đã viết code có một project hoàn chỉnh thì rất là chuẩn hơn là các bạn đọc sách. Và như sư phụ mình có bảo là cách duy nhất để học trình đấy là lập trình thật nhiều. Đâu, cách duy nhất để học lập trình là lập trình rất là nhiều. Thì khi mà các bạn code nhiều, các bạn sẽ ngộ ra, bạn đọc code của người khác các bạn sẽ ngộ ra đấy. Thì cái đấy tốt hơn là các bạn tự ngồi mày mò tự học. Tiếp rồi, bây giờ mình sẽ nói tiếp cái cách build SDL. Khi các bạn tương tự, các bạn cũng tải về được cái hai file này, thì nó cũng là dạng zip. Thì khi mà mình giải nén ra thì nó như này. Smith đây, thì mình sẽ copy và paste vào đây chẳng hạn. Đây là
Rồi ok, rồi xong mấy bạn thì các bạn phải yêu cầu là cài Visual Studio bản ít nhất là bản 2012. Thì ở đây là có bản, các bạn nhấn ok để upgrade nó lên. Rồi các bạn tiến hành build thử. Rồi ở đây các bạn sẽ ra rất là nhiều lỗi đúng không ạ? SDL không tìm thấy file hay thư mục ở đây. Thì để giải quyết cái vấn đề này, các bạn phải link tới những cái thư viện các bạn đã tải về ở đây. Thì mình sẽ tiến hành link như này, các bạn chuột phải vào chọn profile. Ở đây các bạn chỉ quan tâm tới hai phần, phần ở đây các bạn chỉ quan tâm hai phần cho mình là phần include và phần library. Thì các bạn chọn vào cái all config này để cấu hình cho vừa debug với cả release. Thì đây đây nó là nói chung cho hai thằng, còn different option này là khác nhau giữa phần release và phần debug. Thì các bạn sẽ chọn vào cái này. Ở đây các bạn thấy là tác giả là link tới thư viện là SDL 2.30, mình cũng dùng một cái thư viện tương tự lớn hơn cũng được. Thì bạn cũng làm đây đây, cái thư viện của bạn là thư viện mình đặt sẵn ở bên này này, mình sẽ copy lại cái thư viện này cho bạn xem. Đây SDL của mình ở đây, cái thư viện SDL dev ở đây, SDL đây dev ở đây, các bạn có thể thấy đấy, đây dev, bạn có thể để vào cái trong thư mục này, thư mục mới hoàn toàn luôn là mình đã tạo ra này. Đây các bạn copy vào đây. Ok, khi bạn các bạn đã có cái thư viện này rồi, các bạn vào include ở đây, các bạn copy cái đường dẫn này cho mình, copy này. Rồi, ở đây các bạn sẽ tiến hành paste nó vào đây. Thì các bạn đã thấy là hai cái thằng này nó tương ứng với nhau, mặc dù cái đường dẫn nó khác nhau nhưng mà nó đều cùng trò cái thư viện SDL vào cái thư folder đó, include, các bạn xóa cái này đi, nhấn ok, ấn apply. Rồi nhưng ở đây còn có một cái là different option này, thì các bạn tiến hành cấu hình lại phần debug này, edit này. Đây có thêm một cái nữa là link tới include của cái file ở cái thư mục image. Đây thì các bạn sẽ quay ra đây, đây image này, vào đây này, vào include này. Ok, các bạn sẽ tiến hành cấu hình lại như nó. Ok, tương tự thì làm luôn cả cái thư viện mixer. Mixer ở đây. Include cho cái này vào. Ok, các bạn nhấn ok, apply. Xem phần release. Nếu nó có khác thì các bạn sửa luôn. Đây. Cũng tương tự thôi. Như này. Ra thì nó không khác nhau lắm. Rồi, ok. Bạn xóa cái đường dẫn cũ của tác giả đi. Ok. Rồi. Rồi, tiếp theo các bạn link 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 tới cái đây. Cái library mà các bạn sử dụng. Đây các tác giả là để mình xem nào. Đây các bạn có thể vẫn xem vào all config này. Thì nó giống nhau thì mình chọn vào in all config luôn. Đây thì nó link tới cái SDL library 86 mình đang build cho bản 3.2. Thì các bạn cũng quay về cái thư viện cái SDL dev này. Các bạn vào tới cái library này x86 đây. Ok. Xóa cái đường cũ đi. Ấn apply. Tương tự bug này. Sửa cái này lại cho mình. Đấy. Tương tự thế thôi. Image này. Library này, x86 này. Copy cái này vào, xóa cái này đi là cái mới vào này. Xóa cái này luôn.
Mixer này, library đi làm sao ấy. Đây là nó link tới những file URL để các bạn view được. Đúng không? Đấy. Bạn ấn OK, mình apply. Sang phần delete, delete các bạn chưa cần quan tâm lắm, bình thường mình chỉ chạy phần debug thôi. Rồi, OK nhé. Tương tự như này. Các bạn nhấn copy. Tương tự. Rồi, rất là dễ phải không các bạn? Cái việc làm của các bạn này là đang link tới những file URL chứa cái nguồn, cốt nguồn để nó chạy được. Đây các bạn nhấn chọn all config cho mình. Đây các tác giả có cài đặt rồi cho nên mình không cần quan tâm nữa. Đây là những cái library mà nó dùng. Đây. OK, rồi bây giờ các bạn tiến hành build cho mình. Các việc build này có thể mất tới 1-2 phút gì đấy tùy máy của các bạn. Thì khi mà các bạn đã build thành công rồi thì nó cũng chưa chạy đâu. Thì ở đây cái shortcode này cũng là lập trình hướng đối tượng cho nên là nếu mà các bạn mới học lập trình hướng đối tượng mà đọc một cái short này thì rất là phức tạp, cho nên là khi mà để hiểu được cái project này thì các bạn phải có kiến thức căn bản về lập trình hướng đối tượng rồi. Thế các bạn cũng thấy rất là quen thuộc về cái file main.cpp này. Thì ở đây khai báo một đối tượng này, sau đó gọi cái hàm của đối tượng đấy thôi. Chương trình của nó rất là đơn giản đúng không? Đấy. Còn tất nhiên là đi vào rồi mình xem còn có lỗi. Không tìm thấy cái này. OK. Thì mình sẽ chui vào đây. Nó báo là thiếu mất một cái file ảnh ở đây. Đây thì đây là do cái đường cái ảnh cũ của tác giả, thì mình đây thì mình thấy cái ảnh này mình copy cái này vào này. Bạn sửa thành cái ảnh của các bạn. Và thêm hai cái đường dẫn này vào cho mình. Để nó đọc được cái nó xỉu cộng nó hiểu nó là cái đường gạch chéo đấy. Và hai lần. Và đường dẫn tương đối. Đây các bạn build. Các bạn có thể thấy ở đây này. Các bạn đợi khoảng tầm 1 phút gì đấy thì cái thành quả nó sẽ nằm ở đâu? Nó nằm ở trong debug này này. Rồi thì các bạn, mình cho các bạn xem. Tuy nhiên để chạy được cái rồi, bây giờ nó build thành công rồi nhá. Các bạn sẽ tiến hành mở nó lên này. Báo thiếu là nó thiếu mất cái file SDL2. SDL2 này. Thì các bạn muốn chạy các bạn đơn giản nó lại copy cái file này và paste vào cho nó. Đấy. Thì SDL2 ở đây. Copy vào đây. Bạn paste vào đây. Rồi OK. Một file nhá. Các bạn phải copy hẳn 3 file mixer này này. Memory ở đây này. Đây này. Đây. Paste vào đây này. Đấy. Cái file nữa. Đây. Cái file runtime đấy, lúc nãy nó bảo có phần để các bạn tải về. SDL2 ở đây này. Copy, paste vào đây. Rồi bây giờ các bạn chạy lên này. Đấy, hoặc các bạn vào đây cũng được. Chạy đây cũng được. OK. Thì đây là cái phần about thông tin tác giả này. Thì tác giả này lưu lại ở trên nền tảng siêu cộng ấy. Các bạn có thể chọn play game ở đây, chọn cấp độ này, mình chọn là 1:1. Đây mình game chơi game. Cái trò này thì chơi không giỏi lắm. Bạn nhấn hoặc là bạn có thể chọn back to menu nhé. Bạn chọn lại cái option này, mình quen ví dụ như enter này, nút sang trái này, enter sang phải này, enter ở đây là enter lên trên này, enter là sang phải này, nhảy là back luôn này, run left này, OK, bạn OK này, đây này, chọn góc độ nhảy nhất, chơi thử thôi.
Thì khi mà các bạn lấy được một cái project mà biểu thành công như thế này thì rất là vui đúng không? Thì các bạn sẽ thấy rất là vui. Thì việc học nó tự nhiên là hứng thú hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ làm được một cái game mà bạn sẽ gửi cho các bạn bè các bạn. Đấy, mình chơi chơi thế thôi. Chúc các bạn build thành công và các bạn hãy nhớ đăng ký cái kênh YouTube của mình để mình sẽ liên tục cập nhật các cái video hướng dẫn lập trình C cộng cơ bản, lập trình game. Chúc các bạn học tập tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.